Hello anh em, hôm nay mình làm cái video này để trả lời cho anh em câu hỏi mà anh em thắc mắc về BC Bình Dương. Bây giờ là mình 1:30 rồi. Anh em hay thắc mắc rằng là shop mình có giao xa không? Thì shop mình xin trả lời là có nha mọi người. Nếu như trong tầm khoảng 100 cây số thì shop mình vẫn có thể giao xuống cho mọi người nhé. Đây là một ví dụ này, đây là một bộ BC cho anh khách ở Tân Phú, Đồng Nai này mọi người. Hơn 100 cây luôn. Vì nhà của anh khá xa nên mình phải đi sớm nha mọi người. Đố mọi người biết đây là cầu gì đấy mọi người. Đây, giờ là mình đang qua Đồng Nai này. Ok nha anh em, bộ BC này khá cực kỳ chất lượng nha mọi người. Có gì mình sẽ để ở dưới comment nha. Lắp máy xong rồi thì phải bảo vệ thôi mọi người ơi.